Rồi bây giờ mình sẽ xử lý tiếp cái cụm sấy. Sấy viên này còn đẹp lắm nha, nên là mình sẽ tận dụng xài tiếp. Bây giờ sẽ vệ sinh thật là sạch cái miếng nhựa này, nói ra nó bám rất là nhiều mực nha các bạn, dơ lắm. Các bạn sẽ vệ sinh sạch sẽ cái đường thi giấy của nó. Rồi, bây giờ sẽ lắp Glo ép vào. Cho một ít mỡ ở hai cái đầu bếp xin của bếp ép. Rồi, tiếp theo. Bao lụa cũng còn khá đẹp nhưng mà ở đầu này cũng đã mòn rồi. Mình chúng ta sẽ không tiếc ha, mình sẽ thay luôn bao lửa. Xương sấy vẫn còn rất là đẹp. Tiếp theo mình sẽ tra cái mỡ lụa dùng loại mỡ lụa tốt xíu nha các bạn, chất lượng bao lụa những dòng máy này cũng vậy, nên xài hàng chất lượng. Cái đầu có cái dòng đen này nó sẽ nằm cùng mé bên đầu nhông nha các bạn, nên là khi các bạn gắn vào các bạn để ý nha, thì vừa để cùng chiều không là cái đầu đen này nó nằm cùng mé đây, mình đưa vào theo hướng này. Rồi, trên cái đầu chụp lại của bao lụa cho tí mỡ lên, giống như mấy máy photo ha, mấy dòng mà xài phim sấy. Rồi, gắn vào. Lắp lại.
hai bên này có hai cái khe đưa vào đúng như thế này là ok. Rồi tiếp theo sẽ lắp cái nắp chụp lại. Đưa xuống dưới cùng dưới này. Rồi, siết hai nắp cố định lại. Rồi, gắn cái này vô. Gắn cái bạn giờ để ý nha, cho nó vào sát khớp ha. Rồi khi gắn vào trong máy nó báo lỗi. Rồi, tiếp theo nữa sẽ gắn hai cái tay gài của sấy. Để dễ dàng kéo lò xo xuống nè, bạn xem đây thấy chiều này ha. Nhẹ nhàng nha các bạn, bên này cũng vậy. Theo video của cái máy này á, là mình xử lý cái ban là in ra nó bị mờ, nhưng mà khi mình tháo ra mình như là tổng vệ sinh máy làm kiểm tra lại, mình thấy bao lụa nó cũng cần phải thay thế nên là mình thay bao lụa luôn. Gu lô ép đồ còn zin còn ok nên mình để lại nha các bạn. Cái đoạn video này chắc mình sẽ up riêng một cái video clip nha các bạn, để không bị loãng trong cái video xử lý cái ban mờ của cái HP M402 nha. Mình sẽ để riêng cái phần thay bao lụa, cách thay bao lụa cho cái cụm sấy của HP M402 DN M402D chứ. Con model mình đang sửa là 402D. Nha, các bạn sẽ theo dõi cái video này riêng ra nha các bạn. Rồi, như vậy là chúng ta đã tiến hành thay bao lụa cho cụm sấy của HP M402D. Xong nhớ bạn. Các bạn lưu ý với mình nha. Cái video này nó có tới hai phần ha. Mình tách riêng ra cái này chắc mình để là phần 2 nhớ bạn. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Đừng quên xem phần 1 cách xử lý ban mờ nhớ các bạn.